Vâng, xin kính chào anh em cộng đồng Pinework Việt Nam. Lời đầu tiên xin được kính chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em về cái trình duyệt Pi Browser. Pi Browser nó ra đời sau Pi Network và nó hỗ trợ cho Pinework là một trong những hệ sinh thái của Pi đang phát triển mạnh. Pi Browser nó là web 3.0, một trung gian thân thiện giữa nền tảng web 2.0 và công nghệ blockchain hiện tại. Thì trình duyệt của Pi Browser vẫn đang cải thiện từng ngày và nhanh hơn nhiều so với web truyền thống. Bây giờ anh em có thể vào cái trình duyệt Pi Browser và anh em sẽ bấm tải một cái thứ bất kỳ, thì mình so sánh giữa trình duyệt Pi Browser với các trình duyệt như Cốc này, Firefox này, Internet này, thì cái trình duyệt Pi Browser vẫn là trình duyệt nhanh hơn nhiều so với các trình duyệt web truyền thống khác. Nó thế mới hay đấy. Thế là trong tương lai đấy, thì khi mà ông Nicolas và đội ngũ team hoàn thiện hơn về KYC, về cái trình duyệt web Pi Browser này, thì chắc chắn rằng cái tốc độ của Pi, trình duyệt web Pi Browser sẽ là cái trình duyệt web tiên tiến nhất trong tương lai, và sẽ nhiều người sử dụng hơn và cái những trình duyệt web truyền thống như Cốc, Firefox là nó sẽ bị mai một dần, bởi vì cái tiên tiến hơn nó sẽ được ưu tiên dùng hơn so với các trình duyệt truyền thống đã lỗi thời lạc hậu. Đấy là một cái thông tin cực kỳ chất để cho anh em tham khảo. Thì nhiều người ấy, thì cho rằng thì hiện tại thì ông Nicolas và đội ngũ Pico Team vẫn còn đang là rất nghèo, nhưng mà trong tương lai các bạn thì hình dung này, khi mà ông Nicolas và đội ngũ Pico Team nắm giữ 20 tỷ Pi, tương ứng với 2% cái tổng tài sản của Pi, tức là 20%, khi mà Pi lên sàn và nó được là đồng tiền điện tử sử dụng cho toàn cầu, thì có nghĩa là ông Nicolas đã nắm 20% tổng tài sản của thế giới. Nên một khi mà ông Nicolas và đội ngũ Pico Team nắm 20% tổng tài sản của thế giới, thì chắc chắn rằng Nicolas và đội ngũ Pico Team sẽ là những người giàu nhất thế giới, đúng không? Là những người tỷ phú giàu nhất thế giới. Và lúc này ông Nicolas và đội ngũ Pico Team sẽ giàu hơn cả ông Elon Musk. Đấy là nguyên nhân mà ông Elon Musk hiện nay vẫn chưa lộ diện xuất hiện sau cái dự án Pi Network này, bởi vì ông Elon Musk theo cái quan điểm của mình nghĩ là ông ấy sợ là ông Nicolas và đội ngũ Pico Team sẽ giàu hơn ông đấy. Đấy là quan điểm của mình thôi, chứ không phải là cái quan điểm của tất cả mọi người. Đây là quan điểm của mình. Hiện nay đấy, thì ông Elon Musk ấy, ông sẽ góp 6 tỷ USD để cứu đói nếu mà Liên Hợp Quốc sao kê minh bạch. Thì cái vấn đề sao kê là cái vấn đề mà quan tâm nhất hiện nay, kể cả đối với Việt Nam và trên thế giới. Cần phải có một cái gì đó minh bạch rõ ràng, mà minh bạch rõ ràng ấy, thì chỉ có công nghệ blockchain Pi Network thì chúng ta mới có thể hoàn thiện được cái vấn đề sao kê này. Khi mà Pi Network chính thức hoạt động, chính thức mainnet và chính thức được người dân trên toàn thế giới đồng tình sử dụng, thì nó sẽ là một cái công nghệ mà giúp chúng ta không cần qua khâu trung gian là ngân hàng, không cần qua bất kỳ một khâu trung gian nào, và mọi giao dịch đều có thể thực hiện trong vòng vài tích tắc, mà rất là công khai minh bạch. Do vậy mà nếu mà ông Elon Musk này, ông ấy đang quan tâm đến vấn đề sao kê này, thì chắc chắn rằng có nghĩa là ông ấy đang quan tâm đến dự án Pi Network, một dự án công khai minh bạch rõ ràng, không cần qua bất kỳ khâu trung gian nào. Đấy là một cái thông tin rất là hay, anh em chú ý. Hiện tại thì ông Nicolas và đội ngũ Pico Team đang theo dõi cái
tài khoản Kraken Exchange và Coinbase. Đây là những cái sàn, đây là những cái sàn để trao đổi, mua bán trao đổi giữa tiền fiat và tiền kỹ thuật số. Thì ông Nicolas và đội ngũ của Pico Team đang tìm cách để cho cái giao dịch sau khi mà main net chính cho anh em, để anh em có thể đổi tiền Pi ra cái đồng tiền fiat khác một cách là nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch rõ ràng. Đây là một cái thông tin thể hiện cái sự năng nổ, trách nhiệm của đội ngũ Pico Team, và thể hiện rằng ông ấy đang tích cực để hoàn thiện cái vấn đề KYC và mainnet cho toàn thể anh em cộng đồng trên toàn thế giới. Nên anh em hãy luôn vững tin và cách tia xét hàng ngày để thu nhập những cái đồng Pi. Một thông tin cực kỳ chất dành cho tất cả anh em, đó là Lê Hoài Anh là một doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam. Cô được biết đến với doanh nhân Thành Đạt. Hiện nay cô là chủ tịch của công ty cổ phần Thủy Lộc, tập đoàn nổi tiếng chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp tiêu chuẩn, tiêu biểu là các thương hiệu nổi tiếng như hãng mỹ phẩm Shiseido, QA Spa, Anla Spa. Và cô cũng là một người tiên phong khai thác Pi Network chính hiệu. Em hay một doanh nhân chính hiệu và một người tiên phong Pi Network chính hiệu, rất là tuyệt vời. Thì mới đây đội tuyển nữ Việt Nam chiến thắng đội tuyển nữ Đài Loan với tỷ số 2-1, thì cô này đã thưởng cho đội 500 triệu. Đấy. Cô chưa bao giờ tuyên bố cô là người giàu có, thế nhưng những đóng góp của cô cho xã hội thì không hề nhỏ. Rất kính trọng cô, và mình tin rằng đội tuyển nữ của chúng ta chỉ cần có đầu tư và nỗ lực luyện tập thì sẽ có thể vươn xa hơn nữa. Thì chúc những cô gái vàng của chúng ta sẽ thành công hơn nữa trong đấu trường. Một người giàu có như thế này, một người chủ doanh nhân nghiệp như thế này, một giám đốc như này mà lại quan tâm về vấn đề Pi Network và là một trong những người tiên phong về Pi Network, thì anh em hãy cùng anh em nhé, hãy theo những người nổi tiếng, hãy theo những người mà có cái đầu óc kinh doanh. Họ sẽ là những người lôi chúng ta lên to the moon anh em nhé. Thì anh em hãy vững tin vào sự nghiệp của Pi Network để cho tất cả chúng ta sẽ thành công, trở thành tỷ phú trong tương lai. Mình hiện tại thì bây giờ có hơn 2.000 Pi rồi. Nếu mà Pi lên sàn thì với giá 314 đô thì mình sẽ cũng trở thành một tỷ phú rồi. Và tất cả đất nước chúng ta sẽ phát triển phồn vinh, hạnh phúc và nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội theo như lời Bác Hồ, như mong muốn của Bác Hồ đã dạy chúng ta. Chúc anh em thành công.